Kính thưa anh chị em, từ 3 ngày nay, chiến tranh đã bùng nổ tại Ukraine, một quốc gia ở Đông Âu. Chúng ta cầu nguyện xin cho hòa bình được thiết lập tại Âu Châu cũng như tại quốc gia nhỏ bé này. Hàng trăm người dân lành vô tội đã chết vì chiến tranh. Thành phố Kiev bị phá hủy và chiến tranh đang có nguy cơ leo thang. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia quan tâm đến công ích của người dân và sự sống còn của một dân tộc. Xin cho hòa bình được thiết lập, cho mọi người có thiện chí để cùng đối thoại với nhau, để đem lại sự bình an cho thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện.